3 dấu hiệu nhận biết mức độ giàu sang của một người. Biết ngay mà chẳng cần đi xem bói. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Trắng. Quý vị thân mến, ngày nay khi nhắc tới những quốc gia giàu có trên thế giới thì người ta thường nhắc tới những quốc gia đang phát triển như là Mỹ, Anh hoặc là Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết rằng dân tộc giàu có nhất trên thế giới không phải là các nước kể trên, mà đó chính là quốc gia Do Thái. Cách đây không lâu, người ta truyền tai nhau một câu nói nổi tiếng như thế này: người Trung Quốc thì biết tích góp tiền nhất, người châu Âu thì biết tiêu tiền nhất, còn người Do Thái thì lại biết kiếm tiền nhất. Người Do Thái có năng lực kinh doanh rất mạnh. Dù họ tham gia vào lĩnh vực nào trong xã hội thì họ cũng đều có thể tạo ra của cải rất lớn. Nguyên nhân là bởi vì họ được học cách kiếm tiền kể từ khi còn nhỏ. Và trong quá trình trưởng thành thì mỗi người dân Do Thái đều tự mình sáng tạo ra những cách kinh doanh độc đáo để truyền lại cho đời sau. Và họ được coi là một dân tộc cực kỳ thông minh trên thế giới. Theo những nhận định của người Do Thái thì để nhận biết một người có thể giàu trong tương lai hay là không thì chỉ cần nhìn vào 3 đặc điểm sau đây. Thứ nhất là xem cách họ dùng tiền nhàn rỗi như thế nào. Đối với người Do Thái thì họ nghĩ rằng cho dù ít tiền hay là nhiều tiền thì chỉ cần bản thân sử dụng đúng tiền, đúng cách thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Trong lịch sử quốc gia Do Thái thì có rất nhiều người đi lên từ hai bàn tay trắng và gây dựng sự nghiệp và trở thành những người giàu có nhất trên thế giới. Đối với người Do Thái thì họ có thể không nhặt một đồng tiền khi mà họ nhìn thấy ở trên đường, nhưng mà họ sẵn sàng tính toán kỹ lưỡng để cho một đồng tiền của họ đang cầm trên tay có thể tiền đẻ ra tiền. Đó chính là sự khác biệt của đại đa số chúng ta và người Do Thái. Đại đa số chúng ta thì chỉ biết kiếm tiền mà không biết cách quản lý tài chính của mình. Có những người tới tuổi trung niên, già rồi nhưng vẫn tiêu tiền theo sở thích, theo thói quen mà không có sự tính toán cẩn thận. Cũng có người lại quá nhút nhát, tiền thì kiếm được nhiều, cứ tích nhiều để đấy, nhưng mà sợ sệt, không có dám mang đi đầu tư. Chính vì thế, cuộc sống của họ cứ mãi tầm thường, ngày này qua ngày khác. Thứ hai là xem thái độ của một người đối với những việc nhỏ. Trong nền giáo dục của người Do Thái thì có một thứ rất quan trọng được dân số của họ chú ý. Đó là mọi thứ trong cuộc sống đều phải hoàn thành tốt nhất, bất kể việc đó là việc lớn hay là việc nhỏ. Không bao giờ được coi thường một việc nào đó chỉ vì nghĩ việc này là không quan trọng hoặc là không phải là việc lớn. Chỉ khi chúng ta làm tốt việc nhỏ thì chúng ta mới có thể làm tốt việc lớn mà thôi. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để trở nên giàu có. Nhắc đến những việc nhỏ nhặt thì có rất nhiều thứ thường xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chẳng hạn như những việc kiên trì rèn luyện sức khỏe, nỗ lực học tập, chăm chỉ giúp cha mẹ làm việc nhà hoặc là quan tâm tới người thân, vân vân. Giàu có ở đây không chỉ nói về những người có nhiều tiền, mà khi bạn có thể xử lý tốt các việc ở mọi mặt thì mới có thể giàu có và hạnh phúc. Tuy nhiên, giới trẻ hiện nay thì lại có một thói quen xấu là họ thường coi thường những chuyện tầm thường và tự cho là mình giỏi, thừa khả năng để có thể làm việc lớn. Nếu như bạn không để ý đến những chi tiết nhỏ thì sẽ rất khó để có thể làm lên đại sự. Thứ ba là xem thái độ của người đó qua cách cho đi và báo đáp lại. Người Do Thái họ quan niệm rằng muốn có thưởng thì bạn phải có sự đóng góp xứng đáng. Chính vì thế, mỗi khi mà họ cho đi một thứ gì thì họ không bao giờ quan trọng là người ta có báo đáp mình hay không. Họ cho đi là bởi vì họ cảm thấy mình nên làm như vậy. Thói quen này người Việt chúng ta rất đáng học hỏi. Như chúng ta thường thấy rằng có nhiều người trong cuộc sống hiện nay cứ đi giúp đỡ người khác được một lần, được hai lần là bắt đầu kể ơn, kể nghĩa suốt ngày, bắt người ta phải nể nang. Như vậy thì thực sự không có ý nghĩa gì. Điều này giống như là trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi mình đã làm là phải thành công. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì rất có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều thất vọng trong cuộc sống. Những người thành công thì trước khi được ngày hôm nay thì họ cũng phải từng bỏ ra rất nhiều công sức và trải qua rất nhiều thất bại. Do đó, hãy trả giá trước,
kiếm lợi nhuận sau, nhất định bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Bí quyết giàu có của người Do Thái. Nếu một người không tiền, không quan hệ thì nhất định phải hào phóng ba thứ này. Nếu như bạn đang gặp khó khăn, không có tiền, không có quan hệ thì càng phải hào phóng ba phương diện này, vì người Do Thái giàu lên từ những điều đó. Thứ nhất, hào phóng về lợi ích. Tạm thời buông bỏ lợi ích là để đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Cạm bẫy của cuộc đời thì sớm muộn ai cũng sẽ phải bước qua. Lúc bạn nghèo không dẫm, đợi đến lúc giàu để dẫm thì cái giá phải trả sẽ phải càng lớn hơn. Nhân lúc tiền của mình đang ít thì mọi người nên ít đi chút tính toán, nhiều hơn một chút nếm trải. Từ đó mau chóng sẽ ngộ ra logic kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm mới bứt phá vào điểm mấu chốt, khôn ngoan hơn khi đưa ra quyết sách. Thứ hai là hào phóng trong đặt vấn đề. Cứ bền bỉ có thể khiến hiệu quả cuộc đời của bạn có thể tăng lên gấp 10 lần. Cái bền bỉ ở đây bao gồm rất nhiều phương diện. Ví dụ như nói bền bỉ kinh doanh, bền bỉ học tập, vân vân. Nhưng mà với nỗ lực này thì cần một cái bền bỉ nữa, là một cái bền bỉ cực kỳ quan trọng. Đó chính là duy trì sự chất vấn đối với bất kỳ chuyện gì. Người Do Thái thì họ dạy con cái từ nhỏ phải giỏi phát hiện ra vấn đề, đặt vấn đề. Con cái vừa tan học, phụ huynh họ liền hỏi: hôm nay cô giáo có hỏi gì không? Con người chúng ta mãi mãi không kiếm được tiền ngoài tri thức thì lúc nào cũng đặt vấn đề, có thể giúp cho bạn bồi bổ những thiếu sót với mức độ lớn nhất. Ví dụ nói, khi mà một người không có tiền, tất cả thu nhập, cơ hội đều dùng tiền để tiêu xài, sau đó trở nên nghèo khó, càng lại không có tiền. Vậy phải làm như thế nào đây? Tiếp tục ngu ngốc sống qua ngày hay sao? Người không sợ nghèo, chỉ sợ lý do không rõ ràng nào đó mà sống qua loa cho xong chuyện. Người khác nói cái gì liền tin cái đó, gặp vấn đề cũng không biết tự tìm nguyên nhân mà cứ đợi người khác giúp đỡ, không có biết nghi ngờ những thứ xung quanh, không có biết cân nhắc khó khăn. Thực sự là rất khó khăn thoát khỏi khốn cảnh. Hãy hỏi nhiều hơn những câu hỏi tại sao thì bạn sẽ tiến gần hơn tới sự thật và càng thành công dễ hơn. Thứ ba là hào phóng với đọc sách. Bản chất của không kiếm được tiền là bản thân không đáng tiền. Những đứa trẻ Do Thái từ khi biết chữ đã bắt đầu biết bồi dưỡng năng lực học tập mạnh mẽ. Với lại, bạn không có tri thức thì không thể nào phát hiện ra cơ hội. Không có tri thức thì rất khó có thể lý giải quy tắc vận hành của thương nghiệp. Không có tri thức thì đi làm thêm cho người khác sẽ kiếm được rất ít tiền. Nhưng mà rất nhiều người khi mà rời khỏi nhà trường thì thường họ lại không học nữa. Sau đó thì họ chỉ dừng lại ở những tri thức có hạn, cho rằng thế giới này chỉ có như vậy. Bạn cảm thấy rằng bản thân mình chỉ là một con vịt chỉ vì bạn đang sống ở trong nước. Bạn cảm thấy lái một chiếc xe Audi về quê chính là dạng danh tổ tiên. Đó là vì những người bên cạnh bạn nghĩ như vậy mà thôi. Cái mà con cá khó ý thức được đó chính là sự tồn tại của nước. Những bí mật có liên quan tới tài phú thì giấu trong những chuyện mà bạn không biết. Mà cách tốt nhất để nhìn thấy nước chính là đọc sách. Chính vì vậy, đừng bao giờ ngần ngại thử ba thứ hào phóng này ngay ngày hôm nay. Dần dần bạn sẽ phát hiện ra vấn đề sẽ ít đi, cuộc sống càng ngày càng thuận lợi hơn, tiền sẽ kiếm được ngày càng nhiều hơn.